Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị, hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shopgthu.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Payna chính thức bị xóa bỏ về ngoại hình, xóa bỏ về bộ kỹ năng cũ và ngoài ra xóa bỏ luôn cả tên luôn. Không còn tên gọi Payna nữa rồi, gần như là liên quân chính thức lần đầu tiên loại bỏ đi một vị tướng Payna. Và thay vì đó là vị tướng Helen với bộ kỹ năng mới, ngoại hình mới và tên gọi mới nha. Thank you for watching over me. Here I bow, Master. Your will shall be carried on. Chào mừng đến bình nguyên vô tận. Rơi chiều nay bên hiên chú mưa có cô gái dịu dàng, cây vai anh nằm chặt tay anh tan xa băng đang về ngang. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình lạc trôi sang phiên bản thử nghiệm để có thể đem đến cho tất cả các bạn sức mạnh của một vị tướng hoàn toàn mới. Và trước mắt các bạn là vị tướng mới đấy. Chắc hẳn nhiều bạn sẽ cảm thấy thắc mắc, tại vì sao gọi đây là tướng mới nhở? Nhiều bạn sẽ thắc mắc như kiểu là đây chỉ là ngoại hình làm lại của vị tướng Payna thôi mà, đâu phải là tướng mới đâu. Nhưng mà sai rồi các bạn ơi, đấy là suy nghĩ quá sai lầm nha. Bởi vì theo như thông tin mình chuẩn bị đưa đến cho mọi người, các bạn nghe xong các bạn sẽ cảm thấy bị trầm cảm, các bạn sẽ cảm thấy bị thất vọng và các bạn sẽ cảm thấy bị buồn đấy các bạn ạ. Bởi vì lý do gì? Trước mắt các bạn là vị tướng nhân vật mới Helen. Đó, chính thức là chúng ta sẽ xóa bỏ đi vị tướng Payna rồi. Đầu tiên là các bạn quan sát qua bộ kỹ năng của Helen thì nó cũng khác so với Payna nhé. Mặc dù là cũng là chất tướng như kiểu là bình máu di động thôi, nhưng mà bây giờ chúng ta không thể gọi đây là Payna nữa rồi. Nhiều bạn thì vẫn giữ cái quan điểm gọi đây là Payna, nhưng mà không phải Payna đâu. Tên gọi chính thức cho vị tướng này ở phiên bản thử nghiệm sắp tới sẽ có tên là Helen. Đấy, nào bây giờ mình sẽ hỗ trợ đồng đội cũng đánh thoải mái đi. Đó, mình kiếm hàng hỗ trợ thôi cũng được rồi, dù sao thì mình đang chơi với vai trò là hỗ trợ mà. Cố gắng hỗ trợ đồng đội nhiều nhất có thể. Với cái yếu tố khi mà vị tướng này có tên gọi là Helen thì Payna chúng ta đi đâu? Payna chúng ta đi đâu? Bây giờ không còn Payna nữa rồi nha. Payna chính thức bị xóa bỏ. Lần đầu tiên trong liên quân đã xóa bỏ đi một vị tướng hoàn toàn. Bởi vì sao mình gọi đây là lần đầu tiên xóa bỏ tướng? Mặc dù trước đây, từ thời điểm trước đây cho đến bây giờ ấy, cũng đã có rất là nhiều sự điều chỉnh dành cho các vị tướng rồi. Ví dụ chúng ta có thể kể đến đó là vị tướng Omega. Omega thì sao? Thì xóa bỏ đi về ngoại hình. Và ngoài ra thì xóa bỏ đi bộ kỹ năng cũ, làm mới lại bộ kỹ năng mới. Nhưng mà Omega giữ lại một cái yếu tố, đó là tên gọi Omega nhá. Omega của ngày xưa cho đến ngày nay thì có một điểm chung, nó đều có tên gọi là Omega. Vậy nên coi như là Omega chưa bị xóa bỏ, Omega chỉ là thay đổi về ngoại hình thôi. Nhưng mà Payna thì lại khác. Payna chính thức bị xóa bỏ về ngoại hình, xóa bỏ về bộ kỹ năng cũ và ngoài ra xóa bỏ luôn cả tên luôn. Không còn tên gọi Payna nữa rồi, gần như là liên quân chính thức lần đầu tiên loại bỏ đi một vị tướng Payna. Đấy, lần đầu tiên loại bỏ đi một tướng trong liên quân. Và thay vì đó là vị tướng Helen với bộ kỹ năng mới, ngoại hình mới và tên gọi mới nha. Hayate có thoải mái đi, mình búp máu thoải mái cho bạn đây này. Các bạn thấy qua Hayate được búp máu rất nhiều nha. Về bộ kỹ năng của vị tướng này thì mình cũng đã trình bày cho người rồi. Dù sao thời điểm đầu game mình cũng đã thông báo cho người để các bạn đỡ bị cảm thấy bị sốc khi mà nghe xong thông tin Payna chính thức bị xóa bỏ hoàn toàn. Lindy tìm bạn cơ động quá. Bây giờ thêm cả điều tiền tới hỗ trợ nữa rồi, nhưng mà Lindy tìm bạn không dám hổ báo lên cao.
Các bạn thấy qua là HGT một xíu thời gian mà bạn ấy cũng đã được hồi rất nhiều máu nhờ kỹ năng của mình rồi. Mỗi tuần là mình tốn năng lượng dã man các bạn ạ. Đây này, mình kiếm mạng hỗ trợ, ngon luôn, có mạng hỗ trợ rồi. Khi mà kỹ năng thì mình sử dụng liên tục, nhưng mà mỗi tội tốn mana thì thôi mình về. Trời ơi, phải nói là bản thân của mình cũng cảm thấy trầm cảm. Từ trước tới nay chưa bao giờ Liên Quân lại có thể làm cái điều như vậy. Nhưng mà lần này thì Liên Quân đã quyết định làm điều như vậy rồi. Và nếu như các bạn không tin thì mình sẽ đưa đến cho mọi người một cái thông tin thú vị nữa. Đó là sắp tới ở máy chủ thử nghiệm ở phiên bản Trung Quốc ấy sẽ tiến hành bảo trì và cập nhật phiên bản mới. Đó là phiên bản rừng nguyên sinh vào 14 tháng 6 nhá. Nhưng mà từ, bây giờ mình hỗ trợ cho Gian. Gian đánh thoải mái đi. Úi, Gian, Gian ơi cố lên Gian, bốc cơi rồi còn đâu. Bây giờ còn một mình bơ vơ, mình... Ui, các bạn thấy qua có khả năng hồi phục máu chưa? Rất nhiều và team mình lật kèo giao tranh rồi. Có kỹ năng là chúng ta sử dụng thôi, chờ mình nhá. Sao Superman đẩy mình làm cái gì? Giết mình làm sao được, lêu lêu. Ơ, thế là mình vẫn sống nè, lêu lêu đồ ngốc. Hên ghê là mình vẫn sống nè, không chết được. Đấy, Superman team bạn là bất lực hoàn toàn. Quay lại mà ủn mình, ủn mình đi. Úi giời, có giết được đâu, mình lại có chiêu một hồi máu rất nhiều như thế này. Đấy, Superman lại phải bỏ chạy rồi còn đâu. Theo như thông tin ở máy chủ thử nghiệm phiên bản Trung Quốc thì với cái phiên bản cập nhật sắp tới, phiên bản Big Update đấy, thì trong cái phần thông tin mình có xem qua là khởi động mùa giải mới này, rồi ngoài ra thì cập nhật tướng mới Helen và xóa Paina. Đấy, đấy là cái vấn đề chính mà mình muốn trình bày cho người trong trận đấu ngày hôm nay. Vậy là hết rồi, còn gì nữa đâu. Không còn nữa các bạn ạ. Hiện tại thì mình đang trải nghiệm cho mọi người vị tướng mới nhá. Và thôi, chúng ta sẽ làm quen đi trong phần trợ thủ hoặc là support các bạn kiểm tra. Sau này sẽ không còn vị tướng Paina đâu. Yên tâm là mình sẽ có clip để trải nghiệm lại Paina của ngày xưa. À đâu, trải nghiệm lại Paina lần cuối cùng. Còn hiện tại mình đang trải nghiệm đó là Helen. Ok, có trụ luôn rồi. Chơi vị tướng Helen thì các bạn biết vị tướng này cũng được gọi là bình máu di động. Bởi vì sao? Kỹ năng của nó là hồi máu rất nhiều nhá. Ô Superman này, đứng im tại chỗ như thế này, lên một điểm số. Chưa một các bạn búp thì các bạn cũng được hồi máu rất nhiều cho đồng đội, các bạn nhìn thấy chưa? Và tính ra thời gian hồi chưa một là có 7 giây, 8 giây gì đấy. Chiêu 2 thì thay vì ném con chim thì bây giờ các bạn ném ra, không biết là ném ra cái gì, như kiểu ném ra bông hoa ấy. Sau đó là nó vẫn có thể làm choáng đối phương, như kiểu Paina vậy. Ngoài ra thì chiêu 3 cũng có thay đổi về hiệu ứng, nhưng mà chiêu 3 thì cũng giúp hồi máu rất nhiều nhá. Kích hoạt tết toàn bộ kỹ năng lên, đồng đội của mình được hồi máu rất nhiều. Trời ơi, các bạn thấy qua trong giao tranh tổng của đồng đội của mình cứ hết máu lại được hồi máu, thấy không? Và ngoài ra có một thông tin nữa mà chắc hẳn các bạn cũng cảm thấy buồn. Nhiều bạn sẽ thắc mắc, nếu như mà xóa vị tướng Paina thì những bộ trang phục của Paina thì sao? Hiện tại thì bên Liên Quân đang dục dịch để có thể làm lại những cái bộ trang phục của Paina để chuyển hết sang dành cho vị tướng Helen nhá. Đấy, lập tức là Paina bị xóa bỏ rồi, kể cả trang phục của Paina cũng không còn. Những cái bộ trang phục của Paina sẽ được chuyển đổi hết sang dành cho vị tướng Helen, được làm mới lại. Thế nên là các bạn hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Team bạn bây giờ là không dám đánh nhau đâu. Anh đánh nhau thì mình bật chiêu 1 lên mình hồi phục máu này. Cứ 300 máu, 200 máu, 200 máu hồi rất nhiều luôn. Chiêu 2 thì có thể ném thẳng vào để làm choáng, hoặc nảy đi nảy lại để làm choáng. Đấy, các bạn thấy trong giao tranh tổng mà mình búp máu liên tục như thế này đỡ làm sao nổi. Team bạn bốc cơ hết, tôi có đâu có lao đeo này team ơi. Lại có chiêu 1 lại búp máu. Trời ơi, Wiro xà beng. Wiro cũng bốc cơ nốt. Sau một khoảng thời gian độ khoảng tầm 7 phút, hơn 7 phút đồng hồ, hiện tại team mình chiếm được rất nhiều lợi thế rồi. Để mà khắc chế được Helen thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần lên những trang bị giảm hồi máu như là sách trì hồn hoặc là đao trì hồn, hoặc là chơi các vị tướng có nội tại giảm khả năng hồi phục, ví dụ như Max chẳng hạn. Đấy, team mình mà bị cấu rỉa thì mình hồi máu cho đồng đội, công việc đơn giản vậy. Tính ra Helen thì về lượng sát thương ấy thì nó cũng không được có nhiều đâu. Helen thì cũng giống như Paina, sát thương không có nhiều, nhưng mà khả năng hồi phục máu thì giao tranh tổng các bạn cứ kích hoạt hết toàn bộ kỹ năng đó, thêm cả chiêu 1 nữa búp máu. Ôi, team bạn toang hoàn toàn chết, cứ mỗi lần giao tranh là team bạn lại hy sinh.
À, cái mục đích chính trong trận đấu ngày hôm nay thì mình muốn trình bày cho người, lúc đầu mình cũng đã trình bày cho người thông tin nhá, chính thức chúng ta sẽ xóa bỏ đi vị tướng Paina, lần đầu tiên cho Liên Quân xóa bỏ tướng. Chứ từ trước đến giờ Liên Quân chưa bao giờ xóa bỏ tướng. Ví dụ như Omega thì cũng đã bao giờ xóa bỏ tên Omega đâu, vẫn giữ lại tên Omega. Nhưng mà lần này thì Liên Quân xóa bỏ tướng, xóa bỏ tên Paina và làm mới lại một vị tướng hoàn toàn khác, đấy là cái điểm nổi bật. Team mình đang cố gắng gây sức ép và lấy luôn đường lý xuất cấp thứ hai cũng được team ơi. Mình hồi máu như thế này. Ok, hai đường lý xuất cấp rồi. Đấy, thoải mái đi, hồi máu rất nhiều. Lúc nào giao tranh tổng các bạn cứ đứng xung quanh đồng đội ấy, cố gắng tập trung hồi máu được càng nhiều người càng tốt. Cứ có là hồi máu cho đồng đội thôi. Team bạn bất lực trong việc thủ nhà. Nhưng bây giờ hết lính rồi còn đâu. Hết lính rồi. Ui Gian nha, Gian may mắn nha, gặp mình lại búp máu cho nhá. Tốn mana dã man, búp liên tục dẫn tới điều mana của mình lúc nào cũng trong trạng thái là còn một xíu mana đây này. Máu thì chả bao giờ thấy hết mà mana thì hết liên tục luôn. Mình ping rút lui rồi mà Hayate vẫn còn hổ báo thế kia. Nếu như các bạn chưa tin thông tin vừa sau mình trình bày cho người xóa bỏ vị tướng Paina thì các bạn yên tâm đi. Vào 14 tháng 6 khi mà phiên bản thử nghiệm của Trung Quốc ra mắt một cái, cập nhật phiên bản mới một cái thôi, là lúc đấy mình sẽ vào và review cho người xem trong cái phần mục tướng ấy, xem là còn vị tướng Paina hay không nhá. Ví dụ như phiên bản chính bây giờ các bạn tìm, các bạn vẫn tìm thấy cái tên gọi Omega nhưng mà ngoại hình khác đi rồi đúng không? Còn đối với phiên bản sắp tới, khi mà mình tìm trong phần tướng thì mình sẽ không nhìn thấy vị tướng Paina nữa đâu. Không bao giờ nhìn thấy tên gọi Paina nữa. Và các bạn sẽ phải tập làm quen với tên gọi khác, vị tướng khác, đó là Helen, như mình đang trải nghiệm cho mọi người. Và kể cả những cái bộ trang phục khác của Paina cũng bị xóa, để thay vì đó là những bộ trang phục dành cho Helen, cũng là Helen 1001 đêm, cũng là Helen các kiểu. Nào quanh nhau tiếp đi, có kỹ năng lại kích hoạt lên, búp máu, trời ơi lao đeo, tấn công rất là xa được mình, lêu lêu. Đấy các bạn thấy qua, mình hồi phục máu rất nhiều nhá. Mỗi tên đồng đội của mình không ai giết được à? Cố gắng giết lao đeo cái nào. Đồng đội đâu? Tuyệt vời, tên Laurel hy sinh rồi. Đấy các bạn thấy qua, vừa xong mình bị cấu rỉa, bây giờ mình lại hồi đầy máu luôn này. Đúng là bình máu di động có khác, được gọi là tế đàn di động. Có chiêu một lại búp lên hồi máu. Team mình đẩy lính lên cao, team bạn lại dọn lính xong. Đây là vấn đề rất là khó chịu để có thể ép được trụ lấy kết thúc được trận đấu. Mình đang rất muốn kết thúc trận đấu đây, bởi vì là chơi phiên bản thử nghiệm mà cũng đã trình bày cho người qua về nội dung ngày hôm nay rồi. Quánh đi hay quá Gian ơi. Mình búp máu cho bạn đây nè, có cả chiêu cuối đây. Trời ơi được một màng, ai ngờ mình lại được một màng các bạn ạ. Tiếp tục là Laurel hy sinh, thêm cả nốt Lindis này. Thịt nốt Lindis đi Gian, hay quá. Bây giờ team bạn còn một mình Rat thôi, chắc chắn là team mình có thể kết thúc được trận đấu. Ui nó đẩy mình vào trụ. Ui giời mình chết mất rồi còn đâu. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá xem clip của mình. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Bye bye.